Tim Râu nha. Chào mừng anh em quay trở lại với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho anh em cách chăm sóc rùa baby, và đặc biệt là cách mà lúc mà mình mới nhận về á, thì mà làm sao để cho cái bé rùa baby của mình tốt nhất nha anh em. Thì khi anh em mà mới nhận rùa về á, anh em tháo hộp ra đó, thì anh em tuyệt đối là đừng có mở đèn liền là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là anh em phải ngâm ấm cho em nó chút xíu, khoảng 5 phút. Nếu mà có nắng dịu thì càng tốt, còn nếu anh em nhận vào chiều tối á thì anh em ngâm nước ấm cho em nó. Đó, để cho em nó phục hồi cái độ ẩm, tại vì trong hộp á anh em nó khá là khô. Đó thì anh em cần phục hồi độ ẩm, và anh em nhớ là tuyệt đối là không cho ăn nha anh em, trong vòng 24 tiếng. Đó nghĩa là ít nhất là phải nhịn đói qua hết ngày, với ngày hôm sau thì anh em mới cho ăn. Tại vì anh em cũng hiểu á, cho thì nó ăn liền á, nhưng mà cái hệ tiêu hóa của con rùa này bình thường nó đã yếu rồi, rùa baby á, mà bây giờ anh em cho nó ăn vô nữa nó không tiêu là có thể dẫn đến những cái vấn đề xấu lắm nha anh em. Đó là cái thứ nhất khi anh em tiếp thu rùa về, đó là anh em ngâm ấm. Và cái thứ hai là Liêm quay cái clip này là lúc đang ngâm ấm cho rùa, và để cho nó tắm đó anh em, bị nó hấp thu đồ ẩm á, thì sẵn đây Liêm cũng chỉ cho anh em thấy một số thứ. Anh em thấy đó, ngay chắn chắn đó không, đó là u rác. Thì bất cứ loài động vật bò sát nào á, nó riêng, rùa này nó riêng, mà tất cả các loài bò sát nói chung thì nó đều cần một cái quá trình thải u rác, và đặc biệt là cái loài rùa này nó rất thích thải u rác khi mà được ngâm ấm đó, nên anh em pha nước ấm ấm á, đối với rùa baby này anh em nên pha nước ấm ấm, đừng lấy nước lạnh. Thì anh em ngâm cho nó vừa tới cái phần đầu mai nó thôi nha anh em. Anh em đừng có kiểu mà mình ngâm cái kiểu mà lúc quá thì con rùa baby nó dễ bị chết ngạt nha anh em. Đó là tại vì dòng này dòng rùa cạn chứ không phải là rùa nước, thì mình ngâm chủ yếu để cho em nó hấp thu đồ ẩm và nó đi dậy, với lại nó thải u rác ra ngoài thôi nha anh em. Đó thì cái quá trình mà nuôi dưỡng rùa sukata này á là khó nhất là ở giai đoạn baby này, chứ còn nó lướt qua xe mười thì nó bắt đầu nó trâu lắm rồi, lúc đó anh em nuôi khỏe lắm. Và cái thứ hai thì muốn nói là vấn đề về thức ăn của rùa. Thì size baby này á, thì anh em cho ăn một ngày đúng một cử thôi, thì một con nó ăn khoảng chừng một lá rau muống to thôi là ok lắm rồi nha anh em, đừng bao giờ cho ăn nhiều. Tại như Liêm đã nói rồi, hệ tiêu hóa của con rùa này nó rất là yếu ở giai đoạn baby, nếu mà anh em cho ăn mà một ngày 2-3 cử á, thì nó vẫn ăn, nhưng mà khả năng mà chuối của nó thì rất là cao nha anh em. Nên anh em đừng có thương quá, anh em cứ cho nó đi, tại vì cái con rùa này là rùa sa mạc, với khả năng nhịn đói của nó rất là khủng khiếp, nên cái việc mà bỏ đói nó không có chết đâu. Và thậm chí mình đâu phải bỏ đói, mình cho nó ăn một ngày một lá mà, thì anh em cứ so cái lá rau muống bự với cơ thể của nó là anh em biết được cái chất dinh dưỡng nè. Đó rồi, cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn anh em nên tập cho nó ăn những cái bột bổ sung. Liêm thì Liêm xài VIP á, tại vì trong VIP nó có rất là nhiều thứ hay, ví dụ như là men tiêu hóa nè, vitamin nè, đầy đủ các khoáng chất vi lượng. Nói chung là khi mà con rùa nó hấp thụ VIP á thì nó sẽ không cần biến đổi chất nữa. Còn tất cả các nguồn thức ăn hữu cơ rồi á, mà anh em nạp vô người đó thì nếu nó đều phải biến đổi chất thì nó hấp thụ được, nên nó VIP thì sẽ là rất là tốt. Anh em nào mà nếu mà con rùa anh em mà chịu ăn VIP không thì anh em nên cho ăn VIP không luôn cũng được. Còn ví dụ như mà nó chưa thích nghi dần thì mình phải tập có rau muống rồi trộn lên để cho nó ăn đó, với một phần nào đó thì nó sẽ đỡ tốn, còn VIP không thì nó cũng hơi tốn đó. Thì em rùa baby này nó có một cái đặc điểm nữa, thậm chí đâu phải là rùa baby và rùa xe lớn nữa, có nghĩa là khi anh em chơi rùa anh em không có được ấp nó về nha anh em. Ấp nó như vậy thì cái nội tạng của nó sẽ bị tổn thương, mà nếu mà thời gian lâu anh em ấp mà ví dụ quên á, mình bỏ trong chuồng mà nhiều con mà nó gọi là nó cà khịa nhau mà nó lật nhau lên á, nếu mà cả ngày thì nó có thể chết nha anh em. Còn nhẹ nhẹ thì nó sẽ bị tổn thương đường ruột, rồi bỏ ăn là nằm đó rồi bệnh hoạn lắm hết đó. Nên cái size này đừng có cho con nít mà nó chơi nhiều là mới tốt, hạn chế bắt ra bắt vô, tại vì rùa thì anh em chơi anh em đâu có cần thuần như igu đâu, nên mình không cần bắt đó. Thì đây là rùa sukata đem nhập về, thì anh em có ủng hộ thì qua 20/9 lên sân Thủ Đức nha, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0937 060632, thì Liêm sẽ để link Facebook ở dưới mô tả nha anh em. Đó, thì tại vì có một số khách hàng của Liêm lấy rùa về á thì họ không có biết cách chăm sóc, thì Liêm sẽ làm một cái clip này để chỉ họ hướng dẫn cách chăm sóc rùa baby, để có gì họ không có bỡ ngỡ, với lại làm sai cách thì con rùa nó sẽ có một cái giai đoạn phát triển bị thuận lại, thì nó không có tạo một cái đà phát triển tốt cho con rùa đó. Nên vì đó Liêm làm một cái clip này để hướng dẫn, thì anh em nào đó có chuẩn bị chơi rùa thì cũng ok đó, coi cái clip này thì cũng sẽ
có một chút xíu gì đó để hiểu về rùa Sukata. Thì sau cái clip này Linh sẽ làm một clip nữa nói về rùa Sukata, đó là setup một cái chuồng như thế nào là thích hợp cho rùa Sukata. Thì nếu anh em thấy video clip này hay thì để lại một like và một chia sẻ cho Linh nha. Còn những anh em nào mà mới ra ghé đây coi clip lần đầu thì xin lại để lại cho Linh một subscribe để cho kênh Linh ngày càng phát triển. Thì cái dòng rùa này á, nó được nhập khẩu nha anh em đó. Cũng có một số anh em đã sinh sản được tại Việt Nam rồi đó, nhưng mà cái giá của rùa này nó sẽ dao động từ 1,4 triệu đến 1,8 triệu đó, tùy cái shop bán. Giá baby như thế này nè, đó baby như thế này thì size nè, đó anh em thấy không, size này là size chuẩn baby nha, thì anh em mua là size cỡ này đó. Đêm tắm này là chủ yếu để cho nó thải urat, vì bò sát mà anh em nuôi mà nó không thải được urat là anh em phải biết nó có vấn đề. Thường thường nó không thải được urat hoặc là nó không đi dậy luôn thì anh em phải kiểm tra đường ruột nó. Nếu mà nó quá một tuần là anh em phải kiểm tra đường ruột nó, tại vì urat nếu để lâu ngày nó sẽ tắc ruột đó nha anh em, dẫn đến tử vong á. Tại vì cái cục urat á, khi nó to nó sẽ như là cục đá luôn, chứ không phải mà anh em thấy nó nằm trong nước mềm mềm gì đâu, nó là như một cục đá luôn á, đá cứng ngắc luôn á, đá bê tông của mình á, là nó sẽ tắc đường ruột con rùa và nó sẽ dẫn đến tử vong. À, thì đối với igu hay là các loại bò sát có đuôi á, thì nó sẽ bị teo đuôi từ từ và nó dẫn đến tử vong. Thì khi teo đuôi là gần như là nặng lắm rồi nha anh em đó, nên anh em đừng có để mà bệnh nó tới, anh em phải phòng bệnh cho nó trước. Thì cái việc ngâm ấm như vậy ngoài việc thải urat ra nè, nó còn giúp con rùa nó bổ sung độ ẩm và nó sẽ được lọc mai tốt. Thì khi con rùa nó lọc mai tốt á, thì anh em thấy cái phần mai này của nó là bằng, không có bị nhô. Những cái con rùa mà thiếu ẩm á, nó sẽ không có lọc, cái quá trình lọc mai nó không có diễn ra bình thường, nó sẽ bị nhô cái mai lên nè anh em, nên nó cao cái phần mai lên như cái đỉnh đinh nữa. Thì những con rùa đó là những con rùa thiếu ẩm đó, thì đó cũng là một lỗi không tốt của rùa. Thì hôm nay Lim đã nói về sơ sơ về tất cả về rùa Sukata. Thì ngày mai Lim sẽ làm về môi trường của rùa, setup chuồng trại làm sao để có một môi trường tốt nhất cho rùa Sukata baby nha anh em. Rồi xin chào anh em, chúc anh em có một con bò sát đẹp.